Vâng, xin chào các bạn nhé. Em tiếp tục lên cho các bạn một cái bình thủy hàng của Joji Rusi. Đấy. 3 lít các bạn nhá. Joji Rusi 3 lít. Joji Rusi thì các bạn biết rồi đúng không ạ? Là một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng ở bên Nhật. Nó có thể được gọi là hàng quốc dân của người Nhật luôn. Gần như là ai cũng biết đúng không ạ? Bởi vì cái thương hiệu này nó chuyên về các cái đồ gia dụng và nó siêu bền. Đi theo năm tháng luôn. Đấy, thì hôm nay em giới thiệu đến các bạn một con 3 lít nhá. Con này đây. Đó, em thử nước cho các bác này, nước vẫn sôi bình thường nhá. Đấy. Ok chưa ạ? Đây là ruột các bác nhá. Ở đây thì nó có các cái chế độ như là đây các bác này. Nhấn vào đây, ấn vào đây là nó sẽ ra nước. Đó, đây em phải kiếm cái gì nó hứng. Tại vì em cho đây nó hơi ít nước một chút. Đây các bác nhá. Em thử cho có biết này một tí này. Đó. Tại vì em cho đây nó cũng ít nước ấy. Đấy, cho để em test một tí rồi nó sôi kinh hồn luôn. Đấy. Cái này là mình sẽ điều chỉnh nhiệt độ này. Có phải 60 độ là pha sữa của trẻ em này các bác này. Đấy. Cái này là mình sẽ đun lại này. Nhấn đây nó sẽ đun lại hủy này. Đấy. Cái này hẹn giờ là 7 tiếng này. Rất dễ dùng thôi, cứ nhấn đây bơm nước là xong. Đấy. Còn các bác cài đặt nhiệt độ ủ bao nhiêu nhá, ví ủ 98 thì nó sẽ về 98. Đấy. Mình ủ bao nhiêu thì nó sẽ về bấy nhiêu. Con này thì em báo giá luôn nhá. Con này để các bác giá là 550 nghìn các bác nhá, 550. Đấy, bác nào chốt thì nhanh tay alo ngay cho em. Bình thủy của Joji Rusi. Dây này mình có thể tháo rời ra này. Đó. Cất gọn đi được. Dùng những cái bình thủy hàng của Nhật như này, mà nhất là thương hiệu của Joji Rusi này, thì nó rất là bền và tiết kiệm điện coi nhá, cực kỳ bền và tiết kiệm điện, rất dễ dùng. Đấy, nó chỉ có 4 phím bấm ở đây để mình thao tác. Đây là chọn nhiệt độ ủ này, đây là để đun sôi lại từ đầu này, đây là gọi lệnh để mở khóa này, sau đó nhấn đây thì bơm nước ra này. Đấy, nó chỉ thế thôi, quá đơn giản. Đấy, tay quay sách này. Đó. Quá đẹp đúng không ạ? Ok, đấy thì mọi thông tin đặt hàng thì cứ alo cho em nhé. Cái này thì em quay thực tế rồi, quay trực tiếp thực tế đấy. Có như nào thì các bạn nhìn hết trên video luôn. Coi như là các bạn đến cửa hàng mua tại cửa hàng đúng không ạ? Ok nhé, em xin chào và kết thúc video tại đây. Hẹn gặp các bạn tại video tiếp theo bên em nhé.